Yêu cầu chúng ta là cách nào sau đây tác dụng với nào hắt đun nóng tạo ra sản phẩm có anhydride. Nếu cho tan thì đây tạo ra anhydride thì chúng ta nhớ quy tắc là vi ăn thịt chó. Như vậy có đúng bây giờ chắc chắn là qua rồi. Này giờ bây giờ nó có này. Cái đầu tiên đó là vinil benzoate. Benzoate là C6H5 COO vinil CH nối đôi CH2. Em đi tác dụng với NaOH các em sẽ tạo thành C6H5 COONa, phần còn lại là CH2 nối đôi CHOH nhưng cái này biến thành CH3CHO. Câu B là anilin acetat CH3COO, anilin là 3C một đôi, đôi nằm ở đây, điền vào là 2 1 2. Chúng ta đi tác dụng với NaOH. Ở đây em sẽ tạo thành đó là CH3COONa cộng cho CH2 nối đôi CHCH2OH. Anh đây vẫn là anh côn được. Tiếp tục chúng ta là isopropyl acetate. Acetate là CH3COO, iso là CH, CH3, đây là CH3 này. Chúng ta đi tới dùng với NaOH. Ở đây em sẽ tạo thành CH3COONa. OH sẽ gắn vào đây. Khi đó chúng ta sẽ tạo thành CH3CH, CH3OH. Đây là ancol isopropylic. Câu D. Metacrylat là CH2 nối đôi CH3 COO. Propin là C3H7, anh khác là CH2, CH2, CH3. Chúng ta đi tới dụng với NaOH. Anh em sẽ tạo thành CH2 nối đôi C, CH3 này, COO, Na. Phần còn lại đây là CH3, CH2, CH2, OH.